phi nữa. Thank you.
chiều rồi mình về thôi anh em ơi. Nhân tiện cũng báo cá cho anh em xem luôn nha. Báo cá anh em ơi, báo cá buổi chiều nha. Đây, thành quả của ngày hôm nay anh em. Cá nhiều ra nha. Cá hôm nay rô phi hôm nay xài 3-4 ngón thì nhiều nha, còn 5 ngón thì ít. Rồi để mình đổ thùng xốp nha. Đây nha, thành quả đây anh em ơi. Một mối rô phi to. Món rô phi to nha. Được vài con như này. Nằm phía dưới. Còn toàn là nhỏ nhỏ, nhỏ bú bình không anh em. Thôi mình xin kết thúc clip ở đây. Anh em cho mình xin một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Xin cảm ơn anh em. Bye bye.